Tiếp nối chương trình là một bình luận thời sự với bài phân tích thời sự có tựa đề Mạng xã hội lên tiếng về những cái chết khác thường của đài BBC, đăng tải vào ngày 2 tháng 1. Mời quý vị cùng chia sẻ. Mạng xã hội lên tiếng về những cái chết khác thường. Bức xúc với cái chết đau đớn của cháu bé 8 tuổi Vân Anh, cộng đồng mạng Việt Nam có vẻ đã hết sức chịu đựng. Họ tập trung chỉ trích hành vi bạo hành của cha đẻ và người tình của ông này. Tối ngày 2 tháng 12, bệnh viện Vinmec Central Park cấp cứu một bé gái trong tình trạng hôn mê, ngưng tim, ngưng thở, tên Nguyễn Thị Vân Anh, quận Bình Thạnh, Thành Hồ. Báo chí Việt Nam lên tiếng đưa tin đây là vụ án điểm. Phó Thủ tướng yêu cầu không bỏ lọt tội phạm, dường như làm cho vụ án này choáng hết sức sự quan tâm của xã hội. Đã xuất hiện trên mạng vô số ý kiến trích dẫn yêu cầu hình thức phản đối kiến nghị, đanh thép của trí thức, văn nghệ sĩ, người nổi tiếng, những người hàng xóm phản ứng đanh thép. Với trên trang Facebook cá nhân có hơn 70.000 người theo dõi. Hoàng Linh ngắn gọn, hợp sức đưa gã cha máu lạnh ra tòa nhưng không tiếc sự bày tỏ đau xót. Thương cho bé 8 tuổi bị đánh đập, hành hạ khổ sai nhưng vẫn phải đóng vai hạnh phúc để cặp đôi chụp hình khoe trên mạng như một gia đình mẫu mực. Trần Thu Hà viết trên trang có gần 250.000 người theo dõi. Chúng ta đã nhìn thấy sức mạnh của mạng xã hội và truyền thông. Mình và bạn bè đều viết nhiều bài còn nhắn tin riêng, vận động những người có sức ảnh hưởng khác cùng lên tiếng. Hoa hậu Nguyễn Thúc Thủy Tuyên viết, em có quyền được hồn nhiên để được đỡ chở che và được sống cùng với những người mà em yêu thương. Cô còn động viên mọi người, tìm mong rằng tất cả người dân Việt Nam chúng ta hãy cùng chung tay lên án để đưa vụ việc này ra ánh sáng. Không chỉ lấy lại công bằng cho Vân An mà còn thể hiện sức mạnh của chúng ta trong việc bảo vệ trẻ em trước những ác nhân. Tài trợ cho luật sư, Hoa hậu Phương Lê phát biểu trên YouTube hứa trả 100% tiền thuê luật sư vụ bé gái bị bạo hành tử vong. Theo tờ Thanh Niên, Hoa hậu Phương Lê cho biết cô mất ăn, mất ngủ vì ám ảnh khi thấy các thương tích trên người bé Vân An 8 tuổi, nạn nhân trong vụ bạo hành gây chấn động vừa qua. Tôi cũng là mẹ, có 3 đứa con gái, nhìn thấy những đứa trẻ bị bạo hành, tôi thấy mình cần đứng ra để bảo vệ, dù nạn nhân không phải là con cháu mình. Hoa hậu Quý Bà Hòa Bình Thế Giới năm 2017 nói, bình luận dưới video của Hoa hậu bạn Thị Tuyết Nguyễn viết, nghe nói 3 năm tù thì tôi tức. Bữa đến giờ, mong cộng đồng mạng lên tiếng mạnh mẽ để lấy lại công bằng cho bé Vân An. Người cha người mẹ ghẻ thật ác độc, không thể nào bỏ qua hai quỷ dữ này. Phạm Tài viết, cảm ơn Phương Lê, cảm ơn tấm lòng nhân đạo chống bạo hành trẻ em và phụ nữ, lấy lại công bằng cho bé, để linh hồn của bé được thanh thản ở chính suối, thật tội nghiệp. Cảm ơn cộng đồng mạng đã đồng hành cùng lên tiếng chống bạo hành trẻ em. Và những cái chết khác, cũng trong năm 2021, Việt Nam còn có hai cái chết thương tâm khác, nhưng dường như không có nhiều tiếng nói trong nước phản ứng mạnh mẽ như trên. Quân nhân Trần Đức Đô, hôm 10 tháng 6 được cho là chết vì tự tử trong quân ngũ. Quân nhân Nguyễn Văn Thiên, hôm 1 tháng 12 bị tự té ngã, chết trong quân ngũ, theo truyền thông trong nước. Gia đình quân nhân Trần Đức Đô không tin yêu cầu điều tra minh bạch, họ muốn mai táng người con tử vong trong quân ngũ khi có kết quả khám nghiệm tử thi của chính quyền. Lúc con đi khỏe mạnh, lúc về thì con thế này, gia đình muốn tìm sự công bằng cho con để thứ nhất là cháu ra đi thanh thản và thứ hai là để nhân dân còn tin tưởng vào đảng và nhà nước. Cũng như gia đình Trần Đức Đô, bà Trần Thị Tuyền, chị họ của quân nhân Nguyễn Văn Thiên nói, mình đâu có tiếng nói, mình đâu có thế lực, bên đó tồn ép dùm ép quá thì gia đình đành phải mai táng em. Chứ còn thật ra gia đình không muốn em ra đi oan ức quá, nói chung mình không chung không được, nói chung họ dàn xếp hết rồi. Không thấy tiếng nói của hàng xóm, không thấy các ngôi sao, những người nổi tiếng sẵn sàng đứng ra, hàng xóm cũng không. Hàng xóm của những quân nhân này là ai, nếu không phải chính là những người lính, bạn của các anh. Những người lính này ở đâu, ý kiến của họ là gì, rất khó tìm thấy, ai biết. Ngược lại, vụ thảm sát đàn chó ở Cà Mau được nhiều người lên tiếng. Những người trẻ cũng vậy, có người cho rằng dù ở rất xa, nhưng họ cho rằng không phải là người ngoài cuộc. Dù có vẻ rất chọn lọc khi lên tiếng, những người quan sát nhận thấy ý kiến của cộng đồng mạng xã hội có vẻ được giới chức chú ý và có xu hướng ngày càng có trọng lượng.